Ok, vừa hai chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod Iron Man các bạn ha. Thì ok các bạn, ngày hôm nay thì Iron Man đang đi đánh gôn nó qua đây nè các bạn. Ở thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Thì nó đang đi gọi là thư giãn các bạn ha, relax sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng mà đặc biệt có một cái là ngày hôm nay nó đi đánh gôn là nó không có mặc đồ thường các bạn, mà nó mặc bộ đồ Iron Man. Nó mặc bộ đồ của người sắt Iron Man luôn các bạn ha. Đó. Và sau khi đánh gôn đó các bạn, thì nó nhận được một cái tin báo, đó chính là có một cái con quái vật đầu nhà mà mình chân rất là nhiều đang xuất hiện ở ngoài bờ biển đó các bạn. Thì chắc chắn các bạn đã biết là ai rồi đúng không? Đó chính là Howhead các bạn ha. Đó. Và đột nhiên á thì ngày hôm nay nó lại xuất hiện trở lại ở ngoài biển và nó gọi là tấn công những người đang đi tắm biển các bạn. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ nhận cái nhiệm vụ này ha. Mình sẽ nhận cái nhiệm vụ này và mình bay ra ngoài đó và mình xem thử coi là cái con Howhead này nó tấn công những người khác như thế nào. Ok các bạn, hôm nay có một ngày đi nghỉ mà cũng không yên nữa. Đó. Thì như các bạn cũng đã biết thì ở những cái tập trước thì biệt đội anh em 500 anh em siêu nhân đỏ đội trưởng đã tiêu diệt được cái quái vật Howhead rồi ha. Nhưng mà ngày hôm nay nó lại xuất hiện một lần nữa các bạn. Thì theo như mình đoán thì cái con Howhead này nó sẽ có rất là nhiều chứ không phải là một con thôi nha. Ok các bạn, hôm nay thì mình sẽ bật sức mạnh lên và mình bay ra ngoài đó. Rồi các bạn, đó, bây giờ thì mình đã mở sức mạnh lên rồi. Thì đây là lần đầu tiên mà Iron Man tận mắt chứng kiến được cái con Howhead này các bạn ha. Đó, nó đang tấn công người dân ở ngoài bờ biển nè các bạn. Ok, đến mình ra mình coi coi như thế nào. Ủa, cái con quái vật Howhead này đâu rồi ta? Để mình bay mình đi tuần tra vòng vòng quanh bờ biển coi xem như thế nào. Ủa, mình đâu có thấy gì đâu. Tại sao lại có người báo là có cái con hả quỷ đầu nhà này nó xuất hiện ở đây ta? What the? Hay là nó chưa xuất hiện các bạn? Rồi để mình đứng đây mình quan sát kỹ lại các bạn ha. Xem như thế nào. Có thể là nó đang lặn đâu đó ở ngoài đại dương mênh mông kia. Đây, để mình đi thử dưới đây, mình xem thử dòng trong đây coi là nó có xuất hiện ở trong đây hay không hả các bạn ha. Ủa sao không có vậy ta? Đây, mình lại quay qua đây. Ôi, mình thấy rồi các bạn. Ây da, do là mình rớt xuống nước nhiều quá cho nên là bộ đồ của mình nó đã bị hả chạm mạch các bạn ha. Đây, mình thấy là con quái vật Howhead đó rồi. Đây nè các bạn. Ôi, nó bơi chen như là con bạch tuộc vậy đó. Đây đây. Ôi, đây, ngày hôm nay nó xuất hiện ở đây các bạn ha. Hỏi làm gì vậy? Nó đang làm gì không phải nha các bạn? Ủa sao nó lại không tấn công những người hả đang tắm biển ở đây nữa vậy? Tất cả mọi người mau rời khỏi bờ biển này ngay lập tức. Cái con quái vật này sắp tấn công vào trong đây rồi đó. Vậy mà hả mấy cái thằng này nó còn hả ngồi đây tắm biển nó mới ghê chứ. Đây mình sẽ cảnh báo tất cả mọi người tránh xa khu vực này ra ha các bạn ha. Ê, tránh ra đi. Đây này các bạn. Đấy, nó sắp chạy vào đây rồi đó các bạn thấy không? Nó đang chạy vào đây nè. Đây nó đang dưới theo mình nè các bạn. Để mình coi thử coi. Ôi,
nhảy gì ghê vậy? Ủa đang tấn công mình các bạn ơi. Đó. Tự nhiên đứng là bên kia rồi. Đây đang tấn công tất cả mọi người nè. Ây da trời ơi. Mình quá là mất cảnh giác gì nó rồi. Rồi nó đang dưới theo mình các bạn ơi. Nó biết mình là gọi là mục tiêu của nó rồi. Tại mình có thể bay được, mình tấn công mới được ha. Đây đây, đây các bạn. Mày hả mày, hao hết hả mày. Hao hết hả mày. Ôi, nó không bị cái gì luôn. Trời, nó nhảy kìa. Ghê thì chứ. Ây da. Trời ơi, nhảy xuống nắm đầu luôn mới ghê chứ. Quay gì dữ các bạn ơi. Không xong rồi. Mình phải mau hạ dụ nó. Tránh xa thành phố, càng xa càng tốt các bạn ha. Rồi bay không được luôn rồi. Rồi đây. Được rồi. Đây. Không biết có đi theo mình không? Nó đi theo mình. Ở mình dụ cho nó ra đây ha các bạn ha. Vùng ngoại ô đánh nè. Sẽ đỡ hả, gọi là chết những người dân vô tội. Để đây đi ra. Ôi ghê quá các bạn ơi. Cái gầm gú ghê quá. Không biết nó ra chưa. Đây, cái này chạy ra. Ôi ghê quá. Với lại sẵn tiện đây thì mình cũng sẽ đi thay cái bộ giáp khác các bạn ha. Mình sẽ đi thay cái bộ giáp Iron Man siêu to khổng lồ để chơi với nó. Chứ còn hả, cái bộ đồ này thì không thể nào chơi nó rồi các bạn ơi. Tại vì hả, cái con hao hét kia, cái quỷ đồ nhà kia nó quá bự. Còn Iron Man thì hả, nó quá nhỏ. Cho nên là không thể nào mà nó đầu lại nó được hết. Ở đâu rồi? Ơi, chắc là Nhữ đang trên đầu mình nè. Không ổn. Giờ ở chạy khá nhanh các bạn ha. Cho nên là mình phải đánh lạc hướng đó. Ê. Rồi. Mình đã gọi là cắt đuôi được nó rồi đó. Đây mình sẽ đi thay cái bộ đồ Iron Man siêu to khổng lồ các bạn ha. Đây không có giật ở đây ở đâu. Ở đây bị mắc kẹt ở đây nè. Chắc là hồi nãy mình không biết là nó có chui vào trong cái hầm đó hay không nữa. Chắc là hồi nãy nó nhảy ra rồi các bạn ha. Mình thấy nó nhảy ra rồi. Chắc là nó có kẹt trong cái hầm ở đâu. Được rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ đứng đây và mình thay cái bộ đồ Iron Man siêu to khổng lồ ra để đấu với nó. Rồi ok. Và như vậy thì mình đã thay thành công cái bộ đồ Iron Man siêu to khổng lồ rồi các bạn ha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công cuộc quay trở lại đó và chiến đấu với lại cái con quỷ đầu nhà đó hao hét. Hồi nó chạy kìa, cành y chang như là con hao hét luôn. Giờ đây là những cái người siêu to khổng lồ không à. Cho nên khi mà nó chạy là nó chạy không nha các bạn. Đây, ở đây đứng bên kia. Mình phải mau chạy qua bên đó để chơi đó thôi. Đây, nó đây. Đây là cân tài cân sức rồi nè. Mày hả mày hao hết. Quá to các bạn ha. Nó quá mạnh. Tao lấy nguyên cái nhà đập cho người luôn. Không biết là có đang đuổi theo mình không các bạn ha. Đây, nó đây. Đó, giờ là một
đứa của mình muốn dụ nó ra ngoài thành phố nhưng mà nó không đi ra các bạn. Nó sợ nó mất bẫy của mình thì sao á. Đây mình sẽ đánh trên đường cao tốc này. Mày. Rồi cuộc đại chiến của hai gã khổng lồ. Luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi, hái chân lên luôn rồi kìa. Đó, chết rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Đó. Bắt đầu xuống dưới đất rồi các bạn. Mày hả mày? Quỷ đồ nhà hao hết mà đòi đánh với lại siêu anh hùng mắc phèo Iron Man siêu to khổng lồ hả? Mơ hả con? Đúng không? Tới tay của Iron Man là cái con hao hết này nó chết liền rồi các bạn. Sao mà đấu lại Iron Man siêu to khổng lồ được? Ok các bạn, và như vậy thì video clip này của mình tới đây kết thúc nha. Và Iron Man siêu to khổng lồ đã tiêu diệt được thành công hao hết quỷ đầu nhà. Và video của mình cũng sẽ xin kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình nha. Ok. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Và bây giờ mình là Stubby Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.